Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và đồng hành cùng Bá Tiến. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập gần cuối của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ, bắt đầu từ chương 1406, Mang Tên Đường Hẹp. Và chúng ta cũng đã chuẩn bị sắp kết thúc một chặng đường rất là dài với 282 video là đến cái số này. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong gần 300 video của bộ truyện này nha. Và thay vì những lời cảm ơn thì tiếp tục với bộ truyện thôi. Chương 1406, Đường Hẹp. Nghe thấy câu ngươi điên rồi của Ormond, Cờ Lên hơi ngẩng đầu, bật cười ha hả. Ta chỉ từ bỏ theo sự sắp xếp của các ngươi thôi, chẳng qua là triệt để hơn so với những gì ngươi tưởng tượng. Anh vừa nói chuyện, trên vầng trán đằng sau trước mặt nạ lạnh lẽo quỷ dị kia chợt hiện ra một dấu ấn hư ảo. Đó là một cánh cửa ánh sáng kỳ dị, nhuộm chút màu xanh đen, mà trên người của Klein cũng bao phủ những thứ tương tự. Bên dưới tấm áo choàng màu tối bán trong suốt khoác bên ngoài người Klein, ngày càng có nhiều xúc tu dài mảnh kỳ dị thò ra, rậm rạp, kéo dài, chiếm hết toàn bộ khoảng trời gần đấy. Đôi mắt của Klein u ám hơn, nhìn về phía của Ormond cười nói: với ta mà nói, so với việc để ngươi trở thành chủ nhân quỷ bí, chẳng thà để vị trong quá khứ kia sống lại. Sau khi trạng thái tinh thần ổn định lại, biết rõ điểm mấu chốt trong trận đột kích lần này của Ormond, Klein dựa theo tâm lý từ bỏ này, bước đầu giải trừ việc áp chế ý chí của chủ nhân quỷ bí trong cơ thể, để ngài ấy sống lại thêm một bước. Vì thế, anh mới có thể kiểm soát được nguyên bảo nhiều hơn vào thời khắc mấu chốt, mượn sức mạnh đến từ sai lầm để né tránh không gian bị đổ sập xuống Ormond gây ra. Không đợi Ormond đáp lại, khóe miệng Klein nhếch lên thành một nụ cười rõ ràng. Sau khi người bị nguyên bảo ô nhiễm, xuất hiện các dấu hiệu điên cuồng, liền lập tức hồi phục, còn lợi dụng được ngược lại nguyên bảo, tạo ra hiệu quả mù quáng ngu si. Sau khi người không áp chế ý chí chủ nhân quỷ bí, trong cơ thể lại không thể tiến vào trạng thái bán điên, là vì có sự trợ giúp từ bên ngoài. Ngươi hẳn là có một phân thân cực kỳ mấu chốt, thậm chí hệt như bản thể của Paris, tự hạ địa vị vậy. Phân thân này đang ngủ say ở chỗ Adam, nhờ vị nhà không tưởng này tự tay bảo toàn trạng thái tinh thần của ngươi. Mà chỉ cần ý chí của chủ nhân quỷ bí không hồi sinh quá cực hạn, mà Adam có thể chịu đựng, chỗ đó không bị mất khống chế, thì ngươi sẽ không bị điên. Cho nên, tai họa ngầm nghiêm trọng nhất của ngươi chính là phải luôn giữ liên hệ với thân thể bên kia của mình. Một khi bị quấy nhiễu, trạng thái của ngươi sẽ có vấn đề. Mà lại liên hệ này bị nguyên bảo ngăn cách đã trở nên rất yếu rồi. Ngươi có tính thể hiện ra trạng thái bán điên, ngoại trừ dẫn dắt ta tìm kiếm cơ hội trong phương diện này, dẫm vào bẫy của ngươi, thì còn để che giấu điểm mấu chốt kia, không cho ta mở ra các đợt tấn công nhắm vào sự liên hệ này. Đương nhiên, ngoại trừ việc này thì còn có khá nhiều vấn đề. Dù sao ngươi vẫn chưa thực sự chuẩn bị tốt. Nếu bị ta phát hiện trước thời điểm này, cho dù ta chỉ là vô thiên sứ nắm giữ tính duy nhất, cũng có cách đánh bại ngươi. Ormond lặng lặng lắng nghe, giơ tay chỉnh lại chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh đeo trên hốc mắt phải, khóe miệng hơi cong lên, cười ra một tiếng thở dài. Cờ Lên thấy thế, lắc đầu cười nói: ngươi quả thật vừa hung mạnh, vừa xảo quyệt lại đáng sợ, không thẹn với danh hiệu thần lừa gạt. Nếu không phải ta đã sớm suy xét nên làm thế nào nếu bị ngươi ép đến đường cùng, không còn cách nào khác, thì vừa rồi chắc chắn ta đã do dự, mà chỉ cần hơi do dự thì giờ cũng đã chết rồi. Như vậy, Ormond sẽ hoàn toàn nắm giữ được nguyên bảo trong tay, dùng nó để ngăn cản Cờ Lên từ sương mù lịch sử quay về, khiến cho anh không thể hồi sinh nữa. Ormond ngước nhìn những xúc tu kỳ dị dưới áo choàng của Klein, càng ngày vươn ra càng nhiều, thong thả hít một hơi, cười nói: chủ nhân quỷ bí trong cơ thể của ngươi sắp thực sự tỉnh rồi. Nụ cười trên mặt của Klein mang theo chút cảm giác của kẻ bị thần kinh. Ngươi cũng có thể so tài trong trận này. Trong trận chiến kế tiếp của chúng ta rất đơn giản, chính là xem ý chí của chủ nhân quỷ bí trong cơ thể của ai thức tỉnh nhiều hơn, ai nắm nguyên bảo trong tay sâu sắc hơn. 50%, 70%,
90%, cho đến khi đạt được 100%. Sau đó, uỳnh, chúng ta sẽ nổ tung, còn vị ấy sẽ trở về. Sao nào? Muốn đánh cược một ván không? Xem ai có thể cầm cự được tiếp. Việc này rất kích thích, rất thú vị, rất phù hợp với sở thích của ngươi. Giống như trò cược xoay nòng súng rất thịnh hành ở Phu Sát. Hai người một khẩu súng, bên trong có một viên đạn. Thay phiên kề lên thái dương của mình, bóp cò súng. Ai từ bỏ trước thì đối phương sẽ chiến thắng. Mà nếu không bỏ cuộc, kiên trì đến cuối cùng, vậy thì không có ai chiến thắng cả, chỉ có vị kia. Ermon hơi nhíu mày, mỉm cười, không nói gì. Cờ lên nhìn hắn nụ cười thêm rõ rệt. Tuy ngươi vẫn luôn theo đuổi kích thích, nổi tiếng là dám mạo hiểm, nhưng mà phần lớn thời điểm ngươi đều đạt được mục đích. Không những không tổn thất gì, ngược lại còn có thu hoạch được rất nhiều. Và một phần nhỏ thời điểm, ngươi cũng chỉ mất đi một vài phân thân, tổn thất chút vật phẩm, chưa từng thực sự bị tổn thương nghiêm trọng, hoặc là rơi vào đường cùng. Mỗi lần hành động của ngươi gần như đều là kết quả của việc mưu tính tỉ mỉ, cho dù thất bại vẫn có đường lui quân. Điều này liệu có chứng minh ngươi còn coi trọng sinh mạng của mình hơn ta tưởng tượng? Ngươi quả thật yêu thích sự kích thích, tìm kiếm niềm vui, nhưng mà vì chúng mà bất kể giá nào chỉ là hình tượng mà ngươi tạo ra. Còn thần lừa gạt thực sự có thể lấy mình ra cược sao? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của ta thôi, có thể là sai lầm. Tóm lại, có muốn cược một ván không? Ermon vuốt chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, chẹp một tiếng giống Medici. Người điên lắm rồi, Klein cười đáp lại. Trong mắt người khác thì việc này quả thật rất điên cuồng, nhưng với ta thì chỉ là một sự lựa chọn. So với ngươi, ta càng muốn tin tưởng vào vị chủ nhân quỷ bí trong quá khứ kia hơn. Ngài ấy là cựu Nhật chân chính, nhìn xuống vũ trụ, coi phần lớn sinh linh đều là con sâu cái kiến. Điều này ngược lại sẽ khiến ngài ấy rời xa hiện thực. Hơn nữa, ta hẳn là còn thời gian mời thần đèn đến làm chứng. Xin vị chủ nhân quỷ bí kia hứa một điều. Đối với ngài ấy mà nói là một chuyện rất đơn giản, không có nhiều giá trị. Nói tới đây thì khóe miệng cờ lên nhếch lên một cách khoa trương. Thứ ta mất đi không nhiều lắm, chỉ có bản thân ta thôi. Luôn có một vài chuyện cao hơn những thứ khác. Ermon vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng mà không nói gì. Cờ lên nhìn quanh một vòng, tìm được thần đèn cầu nguyện và sách đồng thau chen suýt trong đống mảnh vỡ của cánh đồng hoang tối đang trôi nổi trong hư không. Anh chợt cười ha hả. Ngươi xem, ta không hề bị xử phạt. Điều này chứng tỏ ta không nói dối, tất cả đều là sự thật. Thật ra thì quy tắc do sách đồng thau Transit đặt ra đã bắt đầu mất đi hiệu lực từ lúc hành tinh buông xuống, thần quốc bị vỡ nát. Các Ermon sau đó đều có gan thử đánh cắp. Nhưng mục đích chủ yếu của Klein không phải là chứng minh gì cả, mà là bày tỏ sự kiên định, quyết tâm, hoặc nên nói là sự điên cuồng của bản thân. Đương nhiên, những gì anh nói đều là thật, quả thực là bằng lòng giao phó chúng cho thực tiễn. Nếu không thì không thể qua mặt được Ermon, không thể tạo ra được sức ép đủ lớn đối với hắn. Ermon vẫn cười, không hề có chút hoảng loạn. Nghe rất thú vị, đúng không? Vậy bắt đầu đi. Cờ lên không chút do dự đáp lại, đôi mắt càng thêm u ám. Nụ cười của Ermon hơi cứng lại, hai tay chặt khép chặt. Bên dưới chiếc áo dài đen cổ điển của hắn cũng mọc ra những chiếc xúc tu dài mảnh kỳ dị. Khí tức của hắn cũng có sự thay đổi nhất định. Bên ngoài người cũng khoác một chiếc áo choàng màu tối giống Klein. Giờ phút này thì Ermon trở nên giống chủ nhân quỷ bí hơn. Nhưng mà không phải hắn đang so mức độ thức tỉnh của ý chí chủ nhân quỷ bí trong người với Klein, mà là đang ngụy trang bản thân, lừa gạt nguyên bảo, tạo ra bút tương ứng, tạo ra cơ hội để trốn thoát. Quyền lực sai lầm ở cùng cấp bậc, nếu muốn có hiệu lực thì thường phải điều kiện tiên quyết khác nhau. Một là chất trung gian và mục tiêu có đủ tính tương đương. Hai là ở giữa tồn tại sự liên hệ nhất định. Ba là sự vật hoặc sự việc nào đó có mâu thuẫn logic. Bốn là bộ phận quy tắc tồn tại chỗ chưa hoàn thiện. Năm là không trực tiếp ảnh hưởng đến mục tiêu, dùng hình thức sáng tạo thần quốc xây nên một hoàn cảnh tràn ngập sai lầm. Trong phương diện này, giới hạn lừa gạt sẽ ít hơn. Nhưng một khi thỏa mãn điều kiện, thì sai lầm
càng khó đề phòng và ngăn cản. Hiện giờ Amon muốn chủ động ngụy trang là để thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Việc này cũng giống như virus xâm nhập vậy. Đầu tiên là muốn để đối phương cho rằng đây là người mình, tránh bị nhận ra. Sau đó mới làm tê liệt cơ chế phòng ngự, đạt được mục đích tương ứng. Khi một loại quả nhìn trông giống dâu tây, ngửi giống dâu tây, ăn vào giống dâu tây, thì nó cơ bản sẽ bị cho là dâu tây. Nhưng mà trên thực tế, việc này rất có khả năng tồn tại tình huống ngoại lệ. Lúc này thì ngoại hình của Amon giống chủ nhân quỷ bí, khí tức giống chủ nhân quỷ bí, năng lực giống chủ nhân quỷ bí, dấu ấn tinh thần cũng giống chủ nhân quỷ bí. Vậy thì phối hợp với quyền lực sai lầm, đương nhiên sẽ khiến cho Nguyên Bảo nhận nhầm hắn là chủ nhân quỷ bí ở một khoảnh khắc nào đấy. Bỗng nhiên, thần quốc kẻ khờ đã bị tàn phá của Klein hoàn toàn sụp đổ. Cung điện rộng lớn xa xưa và bàn dài loang lổ bên trong đều hiện ra. Sương mù xám trắng vốn ở phía dưới Nguyên Bảo chợt bốc cao lên, che khuất cả khoảng không gian này. Sương mù xám trắng chia làm hai, va chạm dữ dội với một nơi nào đấy, sinh ra một cơn lốc xoáy di chuyển về phía khe hở bị xé rách ra thành một con đường thông tới hiện thực. Sức mạnh của Nguyên Bảo tự mình mâu thuẫn trong một vài giây này, dường như không biết nên nghe theo mệnh lệnh của vị chủ nhân quỷ bí nào. Bóng dáng của Amon chợt biến mất, sử dụng quyền lực cửa chạy thẳng ra ngoài Nguyên Bảo. Khi hắn vừa chạm đến mép Nguyên Bảo, cả người đầu tiên lại bị giữ lại, sau đó bay ngược về sau. Trên vị trí kẻ khờ, cờ lên nhếch miệng cười ngồi đấy. Cánh cửa ánh sáng kỳ dị giữa trán và xung quanh người anh ta càng thêm rõ ràng, giống như thực chất. Lực tập hợp tỏa ra mạnh đến mức khó tưởng tượng, giống như có một bàn tay vô hình kéo Amon lại vậy. Cả người của Amon đột nhiên tách ra, hóa thành vô số hắn, mà trước mỗi người của Amon đều có một cánh cửa ánh sáng hư ảo. Bất chợt, những cánh cửa ánh sao này đồng thời mở ra, nhưng mà trong mảng tối tăm vô biên đằng sau lại thò ra những chiếc xúc tu dài mảnh kỳ dị, chắn đường chạy trốn của các Amon. Trên đỉnh xúc tu này lấp lánh ánh sao, chớp mắt bao phủ các Amon. Các Amon buộc phải tụ tập lại với nhau, hóa thành một đống khái niệm. Những khái niệm này bao gồm mũ mềm chóp nhọn, áo dài đen cổ điển, chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh, vận mệnh, thời gian, chìa khóa cửa, sai lầm, ngựa gỗ và hơn như vậy. Cờ lên chậm rãi đứng lên, cười nói với cả Amon trong trạng thái khái niệm bị động. Người cũng có thể để ý chí chủ nhân quỷ bí thức tỉnh thêm một bước giống ta. Nhưng mà nó khác với cái chết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thân thể đang ở chỗ Adam. Amon khái niệm nhanh chóng có thực tế. Hắn dựa vào quyền lực cửa, thoát khỏi trạng thái vừa rồi. Khóe miệng của hắn mang theo ý cười, không đáp lại cờ lên. Nắm lấy cơ hội này định sử dụng năng lực dùng giả tráo thật trong quyền lực sai lầm, cho phân thân đã chuẩn bị sẵn ở bên ngoài thay thế bản thân, đổi chỗ hai bên với nhau. Việc này thì tương tự với năng lực trao đổi vị trí giữa bản thể và bí ngẫu trong lĩnh vực nhà bói toán, nhưng mà cấp bậc cao hơn rất nhiều. Nguyên lý cũng khác, không bị quấy nhiễu bởi phần lớn các năng lực khác. Nhưng Amon vẫn thất bại. Hắn phát hiện ra quyền lực sai lầm của mình bị áp chế mạnh mẽ. Cờ lên chậm rãi đứng dậy, xung quanh người thò ra nhiều xúc tu dài mảnh kỳ dị hơn, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Ngay sau đấy, hai mắt của Amon dại ra, nụ cười cứng lại, chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh cũng mất đi vẻ sáng bóng. Cùng lúc này thì trên mặt cờ lên, chiếc mặt nạ lạnh lẽ kia kỳ dị chợt vặn vẹo, hiệu quả mù quáng ngu si. Giây tiếp theo, anh cấy ghép bản thân và một khái niệm nào đó trong bầu trời sao cũng sử dụng quyền lực lừa gạt để ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Những xúc tu dài mảnh xung quanh anh theo đó chợt gấp khúc lại, tạo thành hình như một khẩu súng ngắn chĩa vào Amon vậy. Trong đôi mắt vẫn còn dại ra của Amon phản chiếu hình ảnh một siêu tân tinh phát nổ. Một biển ánh sáng vô cùng chói mắt, không thể tưởng tượng được lóe lên, phá vỡ chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh của hắn, bao trùm cơ thể của hắn. Chương 1407, Biện Pháp. Sau tấm màn bóng đen vô tận, trong bóng tối đang nổi lên sóng nước lấp loáng.
Một người đàn ông trẻ tuổi, có gương mặt gầy, trán rộng, mắt đen, tóc đen, đột nhiên ngồi dậy, giống như đã trải qua một cơn ác mộng dài vậy. Hắn mặc áo dài đen cổ điển, giơ tay phải ra, định từ hư không lấy ra một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh đeo lên mắt phải. Nhưng một lần này hắn không lấy được gì cả. Tay phải của hắn ta dừng lại giữa không trung 2 giây, sau đó thu về, ấn lên hốc mắt phải. Lúc này thì bên tai của hắn vang lên một giọng nói ôn hòa nhưng mà không mang theo cảm xúc gì hết. Với hắn mà nói thì vẫn có thứ quan trọng hơn cả sinh mệnh. Với người mà nói, người ngoại trừ bản thân gần như không có gì đáng để quan tâm quá mức. Khi chuyện phát triển đến thời điểm dùng sinh mệnh để đặt cược thì có nghĩa là người đã thua rồi. Ermon nhếch khóe miệng, dường như muốn đáp lại một hai câu nhưng mà cuối cùng lại không nói gì cả. Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Là sinh vật thần thoại trời sinh, mỏ neo của ngươi không đủ bình thường cũng là một vấn đề. Điều này khiến cho ngươi tuy biết cái gì là dũng khí và hy sinh, nhưng lại rất khó lý giải. Vẻ mặt của Ermon hơi thay đổi một chút, từ trong bóng đêm lấp lánh sóng nước kia đứng dậy. Hắn nhìn chiếc găng tay da người bị vứt bỏ bên cạnh, nhưng mà trông rất thỏa mãn, thu lại ánh mắt, khóe miệng nhếch lên. Việc này dường như rất thú vị. Tiếp theo, ta định rời khỏi đây, lẻn vào bầu trời sao, nơi đó còn phấn khích, kích thích hơn hiện thực. Có lẽ ta có thể làm rõ 2 chữ mà ngươi vừa nói. Làm vậy rất nguy hiểm. Một khi tiến vào bầu trời sao, trước khi ta thành công, không thể nào cho ngươi bất cứ sự trợ giúp nào. Nhưng mà ít nhất có thể tránh được vị kia. Giọng nói ôn hòa nhưng mà không chất chứa chút tình cảm nào đáp lại. Ermon thì không nói gì nữa, giơ tay ấn lên hốc mắt, biến mất khỏi tấm màn bóng đen vô tận. Trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám, khi Ermon hoàn toàn vỡ tan uy lực của siêu tân tinh phát nổ, Klein không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu được lựa chọn, đương nhiên anh không muốn hy sinh bản thể để phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn sống dậy, mà hy vọng mình sẽ bảo vệ thế giới này, một lần nữa tìm kiếm ý nghĩa của sinh mệnh. Đương nhiên, nếu không có lựa chọn, anh sẽ không chút do dự để Thiên Tôn thức tỉnh. Điểm này thì anh xác định mình có thể làm được. Ermon cũng rõ, cho nên hắn không hề ép buộc, chỉ định trốn thoát. Trong trận chiến vừa rồi thì đến cuối cùng chính là cuộc so bì dũng khí. Ai thật sự không sợ bị chết thì người đó đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Hiển nhiên, Ermon không có giác ngộ hy sinh bản thân vì chuyện này. Sau khi xả hơi, gương mặt đang đeo chiếc mặt nạ kỳ dị lạnh lẽo của Klein chợt vặn vẹo. Bên trong chiếc áo choàng tối màu bán trong suốt trên người của anh, những xúc tu dài mảnh kỳ dị hoặc chạm xuống đất hoặc vung vẩy trên cao, không chịu sự kiểm soát của anh. Anh có thể cảm nhận được phúc sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn trong cơ thể của anh đang tăng tốc hồi sinh, hơn nữa dường như còn không thể ngăn chặn. Cho dù Klein trực tiếp mang theo phần ý chí này chết đi, sau đó lại dựa vào năng lực hồi sinh của bậc thầy kỳ tích, cũng không thể thoát khỏi, bởi vì vị chủ nhân quỷ bí cũng nắm giữ được quyền lực kỳ tích. Giờ phút này, Klein nhớ tới thiên sứ bóng tối Salier, cũng chính là câu nói của thần viễn cổ Thái Dương. Nguyên sơ thức tỉnh trong cơ thể của ta. Giây tiếp theo, ở nơi cơ thể Ermon vỡ nát, từng luồng hào quang bị lực hút vô hình ảnh hưởng, bay thẳng đến chỗ Klein. Chúng nó có khi là trùng thời gian, có 12 đốt, có khi là con sâu lấp lánh ánh sao, có khi chỉ là một lượng lớn những đốm sáng thuần túy. Klein thì muốn ngăn cản số đặc tính phi phàm này dung hợp với mình, lại bị ý chí của Thiên Tôn ngày càng mạnh trong cơ thể ngăn chặn, không thể thành công. Cả người của anh phình to như quả bong bóng khí vậy, rồi lại chợt mỏng dính như người giấy, cứ thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn không dứt. Chiếc mặt nạ trên mặt của anh thì càng thêm sáng ngời và quỷ dị. Những sợi xúc tu dài mảnh kỳ dị từ trong áo choàng thò ra ngoài ngày càng nhiều, ngày càng mất kiểm soát. Một phần đặc tính phi phàm trùng thời gian, một phần đặc tính phi phàm chìa khóa của ngôi sao, một phần
tinh thần của Glenn dường như đang bị một con quái vật vô hình cắn xé thành từng mảnh rồi nuốt chửng, sinh ra cơn đau đớn khủng khiếp. Đến cuối cùng, một đôi mắt giống như được tạo thành từ ánh sao thuần khiết, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp các cánh cửa hư ảo và một chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh tổ hợp lại thành hình, chạy thẳng về phía gương mặt của Glenn, chui vào trong hốc mắt trên chiếc mặt nạ. Gần như cùng lúc đấy, trên người của Glenn lại hiện lên cánh cửa ánh sáng kỳ dị bị nhuộm chút màu xanh đen kia. Nguyên bảo. Trong khoảnh khắc này thì Glenn, Nguyên bảo, tính duy nhất của cửa, tính duy nhất của sai lầm có xu hướng tập hợp vô cùng mãnh liệt. Một khi chúng hoàn thành một thể, vị chủ nhân quỷ bí kia sẽ hoàn toàn thức tỉnh, hoàn toàn hồi sinh. Glenn chợt giơ tay phải ra, che kín nửa gương mặt. Cả người của anh gập xuống, giống như đang chiến đấu với cả một bản thân khác vậy. Dựa vào nhận thức được tín đồ mỏ neo định vị và quấy nhiễu hình tượng, Glenn rốt cuộc cũng trì hoãn được quá trình hồi sinh của ý chí thiên tôn, để lập tức tập hợp chủ yếu đi một chút. Để lực tập hợp yếu đi một chút. Con mắt ánh sao và chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia dừng lại ngay trước mặt Glenn, lơ lửng ở nơi chỉ cách có mấy phân, giống như một hành tinh đang quay quanh mặt trời vậy. Ở giữa trạng thái không cân bằng cực đoan này, Glenn tự hỏi, không có cách nào duy trì quá lâu, có lẽ vài phút, thậm chí vài chục giây. Quá trình tập hợp liên tục, không thể ngăn chặn, dẫn anh đến sự thay đổi khó mà chịu nổi. Hay, đây coi như là một loại phản ứng nhiệt hạch đi. Glenn bật cười một tiếng, cảm xúc không ổn định lắm. Sau đó thì anh lừa gạt sách đồng thau Transit, để nó tiến vào trạng thái phong ấn, bay vào đống đồ linh tinh. Sau khi đó thì Glenn rời khỏi nguyên bảo, bước vào tinh giới do biểu trưng của quyền lực tạo thành. Nơi này cũng gần giống bầu trời sao, u ám sâu thẳm, rộng lớn vô ngần. Thực tế có rất nhiều chỗ đặc biệt. Ví dụ, rõ ràng nhìn thấy một hành tinh giống mặt trời treo phía xa xa, tỏa ánh sáng và nhiệt độ bình thường. Nhưng mà nếu nghĩ cách đến gần mà không chịu tổn thương, sẽ phát hiện ra tinh giới chỗ đó giống như là một tấm màn sân khấu màu đen vậy. Mặt trời được vẽ lên bằng màu vẽ, xung quanh tập hợp một đống khái niệm và biểu trưng. Hơn nữa, lúc vẽ mặt trời cũng không đẹp lắm, giống như là một đứa trẻ không có năng khiếu mỹ thuật tùy tiện vẽ ra vậy, vừa buồn cười vừa đáng sợ. Nói từ một cấp bậc khác, thứ này có lẽ là biểu hiện của hỗn loạn và điên cuồng ở tầng quy tắc dưới cùng. Glenn vừa tiến vào nơi này đã cảm nhận được ánh mắt vô tình. Chúng có ánh mắt để từ khu vực bảo vệ vách tường thế giới, có ánh mắt đến từ những nơi rộng lớn mang theo ác ý rõ ràng. Glenn thì không khỏi nhếch miệng cười. Đột nhiên anh ngang nhiên đầu nhìn ra ngoài vách tường thế giới, giơ những xúc tu dài mảnh kỳ diệu lên. Đôi mắt được đúc bằng ánh sao và chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia cũng chuyển động theo. Bỗng nhiên, toàn bộ ánh mắt đến từ bầu trời sao đều rụt lại, chỉ còn lại vầng trăng đỏ như được vẽ bằng tay treo ở đấy, lóe lên ánh sáng. Glenn bật cười thành tiếng, đi tới một quốc gia bóng tối mọc đầy dạ hương thảo và hoa thâm miên. Cùng lúc đấy thì nữ thần đêm tối mặc chiếc váy dài nhiều lớp điểm xuyết những ngôi sao xuất hiện ở rìa thần quốc. Trên mặt thì che một lớp voan mỏng màu đen bán trong suốt. Cô không hóa thành khổng lồ, nhìn thẳng vào Glenn, giơ tay phải lên để lộ ra một vật trang sức hình chim bằng vàng. Trên đầu vật phẩm bằng vàng này, trong con mắt như bằng đồng xanh kia, lộ ra tầng tầng lớp lớp cánh cửa hư ảo. Một giọt nước không có màu sắc mang theo khí tức yên giấc ngàn thu mãnh liệt bay ra, rơi xuống gương mặt nạ kỳ lạnh lẽo của Glenn. Ý chí của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn bị đưa vào trạng thái yên giấc ngàn thu. Phần lớn ý thức của Glenn cũng vậy, chỉ để lại một chút tỉnh táo. Với tình huống như vậy, anh để mặt nạ biến mất, sửa áo choàng thành áo gió màu đen. Sau đó thì anh để chiếc kính độc nhãn bằng thủy tinh kia biến thành một đôi găng tay màu đen. Còn đôi mắt được đúc bằng ánh sáng sao biến thành một cây gậy trống được khảm vụn sao. Đây chỉ là sự biến hóa vẻ ngoài, thực chất thì không thay đổi gì cả.
Một khi hai vật phẩm này rời khỏi Klein, chúng sẽ quay về hình dáng vốn có. Đương nhiên, nếu Klein ổn định lại, dung nạp chúng, một lần nữa chỉnh sửa khái niệm và biểu trưng tương ứng, có thể khiến chúng thay đổi hình thái vĩnh viễn. Trạng thái này thì không thể duy trì được quá lâu, chỉ là làm chậm lại một chút. Giọng nói dịu dàng của nữ thần đêm tối nhắc nhở. Nếu sử dụng nước của dòng sông Vĩnh Ám nhiều lần, chủ nhân quỷ bí sẽ thức tỉnh nhanh hơn, bởi vì ngài ấy sẽ thích ứng được với sự thay đổi chưa rõ, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân. Đặc thù đến từ nguyên bảo và sự chúc phúc của ta cũng sẽ dần bị bài mòn. Anh cũng sẽ tiến vào trạng thái yên giấc ngàn thu. Cờ lên cười gật đầu, giống như không phải đang thỏa luận, không phải đang thảo luận về chuyện của mình vậy. Tôi biết rồi. Nữ thần đêm tối dùng ngữ điệu gần như đang trấn an tinh thần của Klein. Trong chuyện này thì cách thức mà Amon sử dụng, hành động mà hắn tiến hành đều nằm ngoài dự đoán của ta. Hắn quả thật là thần lừa gạt. Tiếp theo, anh không phải hoàn toàn không có cơ hội. Anh có thể nắm triệt để nguyên bảo trong tay, lôi kéo ý chí của chủ nhân quỷ bí cùng yên giấc ngàn thu, chống chọi không cho ông ta dung hòa với cả cơ thể của mình trong mơ. Ta có thể ban cho anh lời chúc phúc nhất định, nhưng mà mấu chốt nhất vẫn là chính anh. Trở thành cựu Nhật, không có nghi thức, bất cứ nghi thức nào cũng không thể thay đổi được việc ý chí của nguyên sơ thức tỉnh. Nhưng mà thần viễn cổ Thái Dương cho rằng, quy trình dung nạp có thể tăng nhận thức của bản thân ở một mức độ nào đấy, cũng tăng xác suất thành công lên. Trở thành danh sách không, một con đường khác, tiếp theo kiểm soát và dung nạp nguyên chất, cuối cùng thì mới cất chứa tính duy nhất. Đây là trình tự tối ưu nhất. Trở thành chân thần hai con đường, kiểm soát và dung hợp nguyên chất, sau đó cất chứa tính duy nhất, còn lại là một trình tự không tốt cũng không xấu. Trở thành chân thần hai con đường, kiểm soát và dung hợp nguyên chất, sau đó cất chứa tính duy nhất còn lại là một quá trình không tốt cũng không xấu. Đến cuối cùng mới dung hợp, nguyên chất là lựa chọn kém nhất. Kalen cười nói, đây là một cách tốt, chỉ cần tỉnh lại, sẽ có một vị chủ nhân quỷ bí mới sinh ra. Có thể là ngài ấy, cũng có thể là tôi. Sau khi hoàn toàn nắm nguyên bảo trong tay, tiến vào giấc ngủ ngàn thu, tôi hẳn là có thể khiến cho phong ấn của Tây Đại Lục xuất hiện chỗ yếu, có thể ra vào từ chỗ đấy. Nữ thần đêm tối nghe Klein nói không lên tiếng. Anh tiếp tục cười nói, đây là lựa chọn của bản thân tôi. Ngay từ sớm, tôi đã đoán ra được sẽ có một ngày tôi phải đối mặt với cả ngài ấy. Chương 1408, Tu hội lâm thời. Nữ thần đêm tối gật đầu, không nói thêm gì nữa, giơ tay về phía trước, nắm vào hư không rồi khẽ kéo dài một cái. Một tầng màn đêm mỏng manh khẽ buông xuống, bao trùm lên người của Klein, lặng lẽ thẩm thấu vào trong. Klein thì im lặng cảm thụ 2 giây lời chúc phúc đến từ giấc mơ này, giơ tay đặt lên ngực, cúi người chào. Anh lùi về sau 2 bước, rời khỏi tinh giới. Nữ thần đêm tối đứng ở rìa thần quốc, nhìn anh rời đi. Giây tiếp theo, Klein đáp xuống hình chiếu của vương đình người khổng lồ trong di tích thần chiến. Sau đó anh giống với cả Amon lúc trước, đi đến trước cánh cửa khổng lồ màu lam xám, giơ tay tạo ra một cánh cửa hư ảo màu lam thẫm. Đi qua cánh cửa này, Klein tiến vào vùng đất bị thần vứt bỏ, theo vận mệnh chỉ dẫn, dạo chơi đến một đỉnh núi của một dãy núi. Nơi đó dựng một giá chữ thập khổng lồ, trên giá chữ thập bao phủ một tầng bóng đen như có như không. Klein ngước nhìn bóng đen này vài giây, thoáng thở dài, cúi người nhặt chiếc dương bằng bạc đặt bên cạnh giá chữ thập lên. Tiếp đó thì anh xoay người biến mất khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ. Cùng lúc đấy, các trùng linh hồn không cần canh giữ nguyên bảo nói vị trí lúc trước của nữ vương thần bí cho Klein biết. Anh giơ tay lấy thần đèn cầu nguyện từ trong đống đồ ra, dựa vào quan hệ sở hữu giữa nó và Bernadette, lại dạo chơi một lần, xuất hiện trên hòn đảo khá kín đáo trong thành phỉ thúy. Bernadette đang ở đó lật xem một quyển sách tranh mới xuất bản ở Entit,
vừa nhận thấy điều gì, đã thấy Herman Sparrow đưa thần đèn cầu nguyện cho mình. Cảm ơn. Cô lên dùng giọng bình thường, không lên không xuống. Bernadette thì khẽ mấp máy môi, như muốn nói gì đó. Nhưng mà khoảnh khắc này, ánh mắt của cô chợt dao động, giống như đã nhìn thấy điều gì rồi, tiên đoán được việc gì. Thế là lại lặng lẽ đưa tay nhận lấy thần đèn cầu nguyện. Cô lên lấy ra một hộp thuốc lá bằng sắt, bên trong có nhiều dấu vết bị ăn mòn. Đây là thù lao. Bernadette thì cho dù không cần con mắt nhìn trộm bí mật, cũng có thể cảm nhận được sự bất phàm của chiếc hộp thuốc lá bằng sắt này. Có thể đoán ra, nó từng bị thứ gì đó ăn mòn. Nhưng mà cô không nhận nó vì lý do ấy, mà đột nhiên cảm thấy không có lý do gì để từ chối cả. Cô chỉ ngập ngừng một chút, rồi thản nhiên cầm lấy hộp thuốc lá bằng sắt này. Nếu lúc trước còn bị vây trong trạng thái điên cuồng, cô lên chắc chắn sẽ nở nụ cười khoa trương khi thấy Bernadette ngập ngừng, nói: chú cho cháu đấy, cháu cứ lấy đi. Nhưng mà hiện giờ thì anh chỉ còn chút tỉnh táo cuối cùng, cố gắng lắm mới không biến mình thành mất ngủ, hoàn toàn không có ý muốn sắm vai thằng hề. Sau khi rời khỏi thành phỉ thúy của Bernadette, cô lên tranh thủ thời gian dạo chơi đến Bách Lân, dạo chơi đến nhà bác sĩ Alan Creed. Will Einstein đang ngồi trong đống đồ chơi ngang đầu, ngẩng đầu lên nhìn Daniel Antis bước đến, đột nhiên chảy nước mắt, khóc thút thít: cuối cùng tôi cũng cảm nhận được cơ hội kia rồi, cơ hội để dung nạp tính duy nhất con đường vận mệnh. Cô lên ngồi xuống bình thản nói: tôi đến để giúp anh dung nạp đây. Tôi sẽ đánh cắp thời thơ ấu và thời thiếu niên của anh, cho anh lập tức trưởng thành. Sau đó dựa vào địa vị hơn danh sách nhưng chưa tới cựu nhật, giúp anh dung nạp xúc sắc xác suất. Đương nhiên, chỉ như vậy thì không thể thành công được, còn cần một lần lừa gạt và một lần sử dụng bút nữa. Nước mắt đang rơi lã chã trên mặt của Will Einstein chợt ngừng lại. Hắn hơi ngạc nhiên nói nhỏ: thì ra hai lựa chọn đều giống nhau. Bình thường dung nạp tính duy nhất con đường của bản thân, hoặc là trời sinh đã có, hoặc là nhờ sự tồn tại địa vị cựu nhật giúp đỡ, hoặc là dựa vào nghi thức tấn thăng được đơn giản hóa để hoàn thành, không tồn tại khả năng khác. Rắn vận mệnh Will Einstein hiển nhiên không có tính duy nhất, chỉ có thể lựa chọn một trong hai khả năng sau. Lúc trước thì hắn vẫn luôn đặt trọng tâm vào việc cử hành nghi thức được đơn giản hóa, cũng chính là chờ một cơ hội vận mệnh. Nào ngờ cơ hội này lại là do Klein có địa vị gần với cựu nhật, trên bản chất thật ra là cách thức thứ hai. Nghĩ như vậy thì đứa trẻ mập mạp Will Einstein càng khóc dữ hơn, có cảm giác mình bị vận mệnh lừa gạt. Giờ thì anh bảo bán thần học phái sinh mệnh cầm xúc sắc xác suất đến đây đi. Nếu là bình thường, lúc này với may mắn của anh, xúc sắc xác suất hẳn là đang ngay ở bên cạnh. Cứ lên mặc kệ Will khóc, mau chóng bắt đầu đi, tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu. Will dừng lại, nhìn cô lên một hồi, lại bắt đầu nỉ non: thôi bỏ đi, đợi cơ hội tiếp theo. Với trạng thái hiện giờ của anh, nếu giúp tôi dung nạp thì gánh nặng sẽ tăng lên rất nhiều đấy. Chưa biết chừng còn mất khống chế ngay tại trận, tôi cũng không muốn đối diện với cả vị chủ nhân quỷ bí kia đâu. Lần sau đi, tôi linh cảm được. Nói tới đây thì Will nhìn vào hai mắt của Klein: tôi linh cảm cơ hội lần sau sẽ tốt hơn. Klein vẫn giữ nguyên vẻ mặt như người mộng du, giọng nói thoáng trầm xuống: đây là một lời tiên đoán sao? Nước mắt của Will Einstein lại chảy xuống: không, đây là một lời chúc phúc. Klein khẽ gật đầu đứng dậy, lùi từng bước về sau. Trong quá trình này thì bóng dáng của anh càng lúc càng nhạt, cuối cùng biến mất. Anh quay về nguyên bảo, ngồi lên chiếc ghế dựa cao, để mặc sương mù xám trắng bao phủ bên ngoài cơ thể. Nhìn quanh một vòng, sau khi xác nhận trạng thái những ngôi sao đỏ thẫm kia, Klein mệt mỏi dựa vào lưng ghế, khẽ giơ tay phải lên. Lần này thì anh không khống chế tạo ra người giả thế giới nữa. Hai bên sườn bàn dài loang lổ, từng luồng hào quang đỏ thẫm đồng thời được bốc lên, ngưng động lại thành các thành viên của hội Tarot, người trong ngược, mặt trời, ẩn giả, ma thuật sư. Bất thình lình bị triệu tập rõ ràng nằm ngoài dự đoán của đám người chính nghĩa AJ, khiến cho họ nhất thời đều hơi kinh ngạc. Lúc trước,
Tuy họ cũng từng đến thần quốc của ngài Kẻ Khờ vào thời gian ngoài buổi chiều thứ hai, nhưng mà đều là có nguyên nhân, đã được biết trước rồi mới bị kéo đến nơi này. Nhưng mà lần đó hoặc là buổi tụ hội nhỏ, hoặc là tránh né trăng tròn, hoặc là điều trị vấn đề tâm lý cho ngài thế giới. Có thể nói ngoại trừ lần đầu tiên thì đây là lần thứ hai họ bị ngài Kẻ Khờ triệu tập mà không có dấu hiệu báo trước. Điều này khiến cho các thành viên có vẻ chậm chạp nhất trong số họ cũng ngửi thấy mùi bất thường, cảm thấy bầu không khí có phần nặng nề. Lại liên tưởng đến việc thế giới Hermes Pardo đến gặp trước đấy, nhớ lại những lời mà vị quyền giả ngài Kẻ Khờ nói, chính như AJ, người treo ngược Akit, thẩm phán Húc đồng loạt nảy ra suy nghĩ. Rốt cục đã đến rồi sao? AJ thì theo bản năng quay đầu nhìn xuống phía dưới cùng bàn dài loang lổ, chỉ thấy nơi đó trống trơn, không có ai cả. Tuy đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng mà AJ vẫn không khỏi ngẩn người, xuất hiện sự đau thương khó kiềm nén. Trong lòng của cô thì hình tượng thế giới Hermes Pardo đã sớm từ nhà mạo hiểm điên cuồng, người phi phàm vô cùng nguy hiểm, biến thành một người bạn có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng mà trong lòng lại dịu dàng, thực lực hùng mạnh, giàu tình thương, lai lịch thần bí, khá cô độc, trên lưng thì gánh rất nhiều trách nhiệm. Cô tự nhận, trong hội Tarot thì ngoại trừ ngài ngôi sao ra, thì bản thân hẳn là người hiểu ngài thế giới nhất. Mà hiện giờ người bạn này dường như đã gặp phải bất hạnh, chỉ để lại một chiếc ghế trống rỗng. Hội Tarot mất đi thành viên chính thức đầu tiên của nó. Klein đi rồi sao? Ngôi sao Leonard đột nhiên hơi hoảng loạn. Trong thế giới này thì người bạn mà anh ta có thể thổ lộ tâm tình chỉ có một mình Klein thôi. Lúc trước Klein đột nhiên xuất hiện ở Nam Đại Lục, nỏ đồng vàng kia vào trong hòm hiến dâng của giáo đường. Leonard thật ra đã có chút linh cảm, có cảm giác đối phương đang chuẩn bị nghênh đón sự phán quyết của vận mệnh, gửi lời cáo biệt với từng người quen biết. Giống hệt với lúc họ quyết định đứng ra đối diện với cả Migot khi còn ở Tingen. Ông cụ gần đây im lặng đến mức kỳ lạ, không phải Klein thực sự đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Với cấp bậc và địa vị của ngài Kẻ Khờ, chỉ cần còn cơ hội thôi, chắc chắn sẽ cứu được anh ta về. Leonard chợt căng thẳng, nghiêng người, chuyển ánh mắt về phía ngài Kẻ Khờ, ở phía trên cùng bàn dài loang lổ. Sự tồn tại vĩ đại này vẫn bị sương mù xám trắng bao phủ, khiến người ta không nhìn ra trạng thái hiện giờ. Lúc này thì ánh trăng Emlyn, ẩn giả Kamala và mặt trời Didek cũng phát hiện ra sự vắng mặt của ngài thế giới. Lại kết hợp với sự đột ngột của buổi tụ hội lần này, trong lòng của họ vừa sợ hãi vừa nghi hoặc, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trực giác cho rằng đây không phải là chuyện tốt. Là bậc thầy tiên đoán vừa tấn thăng không lâu, Kamala thậm chí còn cảm thấy ngài Kẻ Khờ cũng đã có chuyện gì đấy. Ngài thế giới không tới sao? Trước đó thì Húc có nói, ngài Kẻ Khờ và các quyền giả của ngài ấy dường như phải đối diện với cả một trận chiến lớn, rất có khả năng xảy ra chuyện bất trắc. Master Sufield cũng hoảng hốt, chợt sinh ra nỗi sợ hãi không thể né tránh, không rõ nguyên nhân. Lúc này thì cô mới phát hiện ra, thế giới đã trở thành trụ cột trong hội Tarot ngoài ngài Kẻ Khờ, khiến cho mọi người chỉ cần nhìn thấy anh ta là cảm thấy an tâm. Đương nhiên, sợ hãi cũng không thể không có. Khi mà đám người chính nghĩa AJ xoay người lại, nhìn về phía trên cùng bàn dài loang lổ, Klein đã trở thành Kẻ Khờ thực sự nói bằng giọng trầm thấp điềm tĩnh. Đây là một buổi tụ hội lâm thời. Ngài Kẻ Khờ rất mệt mỏi. Chính nghĩa AJ nhìn ra được điểm này, trong lòng càng thêm căng thẳng. Cô nhìn vòng quanh một vòng, sau đó đứng dậy, giống như bình thường. Đợi đến khi các thành viên hội Tarot lần lượt đứng dậy, AJ nặng nề khẽ xách váy cúi người chào về phía trên cùng bàn dài loang lổ. Chào buổi chiều, ngài Kẻ Khờ. Chương 1409, ủy thác của Kẻ Khờ. Chào buổi chiều, ngài Kẻ Khờ. Các thành viên còn lại của hội Tarot lúc này đều khá nghiêm túc, theo tiểu thư chính nghĩa hoàn thành khâu chào hỏi. Đợi họ ngồi xuống rồi, Kẻ Khờ cờ lên, nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói: ta sắp đi vào giấc ngủ say. Nghe thấy câu này thì người trong ngực Akit, chính nghĩa AJ, thẩm phán Húc và Martha Sofield đột nhiên sinh ra cảm giác, cuối cùng cũng đến ngày này rồi. Ngôi sao Leonard,
Ánh trăng em lin, mặt trời đi đếch thì trong lòng nặng trĩu, thêm hoảng loạn và nghi hoặc. Đương nhiên, họ cũng không nghi hoặc lắm. Một buổi tụ hội lâm thời khác thường, sự vắng mặt bất thường của thế giới đều như đang nói hôm nay sẽ có chuyện quan trọng. Cờ lên thì duy trì tỉnh táo cuối cùng, dùng giọng điệu vừa rồi nói tiếp. Việc này liên quan đến một trận chiến, liên quan đến những sự tồn tại vượt qua danh sách, cũng có liên quan đến tận thế. Quả nhiên, người treo ngược Agit bắt đầu nắm được từ vượt qua danh sách. Hắn đã sớm nghi ngờ trên danh sách không còn có một cấp bậc nữa, cấp bậc của thần viễn cổ Thái Dương, nắm giữ 8 vị vô thiên sứ lúc trước. Hiện giờ ngài kẻ khờ rốt cục đã khẳng định suy đoán của mình, giải đáp rất nhiều thắc mắc của hắn. Đám người ẩn giả Kamala cũng chú ý tới tin tức chứa trong lời nói của ngài kẻ khờ. Họ cũng giống như là người treo ngược, suy đoán tương ứng. Lúc này có thêm một cảm thụ, quả nhiên là thế. Còn những người chưa từng nghĩ đến phương diện này thì khó tránh khỏi kinh ngạc và mờ mịt. Sau khi nhanh chóng kết hợp với những chuyện đã biết, cuối cùng cũng hiểu ra. Kẻ khờ cứ lên tiếp tục nói. Đợi đến khi mọi người trở thành thiên sứ rồi mới có tư cách biết về tình hình cụ thể. Nếu không, chỉ tìm hiểu thôi, bản thân sẽ bị ô nhiễm. Điều này khiến cho các thành viên của hội Toa Đốt liên tưởng đến trong lòng đất và bầu trời sao. Nhất thời suy nghĩ hiện ra, khó mà ngăn chặn. Cờ lên thì nhìn xuống cuối bàn dài loang lổ. Quyền giả của ta, thế giới đã ngủ say trước, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngôi sao Leonard suýt thì thốt lên câu ấy, nhưng mà anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng rằng ngài kẻ khờ chưa nói xong, vì thế đành cố kìm lại. Kẻ khờ cứ lên đảo ánh mắt qua anh ta. Tiếp theo, có một ủy thác trường kỳ đối với cả toàn bộ thành viên. Tuyên truyền tên của ta rộng rãi hơn, nhưng mà đừng xung đột với cả giáo hội chính thần. Thời điểm cần thiết có thể lựa chọn cách truyền giáo bí mật. Việc này sẽ giúp ta thức tỉnh. Còn có truyền bá tất cả sự tích về quyến giả thế giới của ta, ghi vào trong thánh điển của giáo hội. Đương nhiên, không cần nhắc đến những việc riêng tư của anh ta. Nhớ một câu, thế giới thức tỉnh, kẻ khờ trở về. Cờ lên muốn gia tăng số lượng mỏ neo cho bản thân, có lẽ sẽ khá hữu dụng trong việc đối chọi với cả chủ nhân quỷ bí ở trong mơ. Đồng thời, anh phải đắp nặn thế giới thành thánh đồ trong giáo hội kẻ khờ, thiên sứ bên cạnh ngai thần, chia sẻ hình tượng này cho các tín đồ trong phạm vi rộng, đạt được mỏ neo thuộc về bản thân. Đơn giản mà nói chính là Cờ lên định để tín đồ cống hiến 2 phần mỏ neo. Dù sao với anh mà nói, bất kể là kẻ khờ hay là thế giới đều chỉ là một thân phận mà thôi. Hơn nữa hình tượng mà mỏ neo đắp nặn sẽ khác nhau, không đến mức ảnh hưởng đến bản thân của anh ta. Cấp bậc của kẻ khờ, giáo hội truyền bá là tôn danh thần linh, thánh huy kẻ khờ và các loại giáo lý, không có hình tượng cụ thể. Về thế giới, hắn có khá nhiều thân phận, ví dụ như Hermes Sparrow, ví dụ như Wayne Dantis, ví dụ như Merlin Hermes, không xuất hiện tình huống bị đóng khung, chỉ có một hình tượng duy nhất. Thù lao chính là những sự tiện lợi mà mọi người đã được hưởng thụ trước kia, nhận được rồi đáp lại trong hiện tại và sự trợ giúp đối với cả lời khẩn cầu trong tương lai. Kẻ khờ Klein nói với giọng không thay đổi. Sau khi ta ngủ say, cũng có thể hồi đáp lời khẩn cầu ở một mức độ nhất định, nhưng mà không phải lần nào cũng đáp lại. Nếu quả thật có gì quan trọng cần sự giúp đỡ, thì hãy khẩn cầu vài lần. Từ việc của Antigius, sau khi tiến vào trạng thái yên giấc ngàn thu, có thể biết được tình hình bên ngoài thông qua giấc mơ. Anh đã biết được, chỉ cần có cách thức chính xác thì thần linh đang ngủ say cũng có thể dùng giấc mơ để đáp lại lời cầu nguyện trong giới hạn nào đấy. Đối với cả tình huống này, các thành viên của hội Toa Đốt đang có mặt không hề cảm thấy khó xử. Một mặt, phần lớn trong số họ, hoặc ít hoặc nhiều, đều đang truyền bá tín ngưỡng của kẻ khờ. Mặt khác, cầu nguyện thần linh mà không nhận được lời hồi đáp thật sự là một việc rất bình thường. Trước kia ngài kẻ khờ lần nào cũng đáp lại là chuyện rất hiếm gặp. Họ gần như chưa từng nghe nói nơi khác có tình huống tương tự. Gặp phải chuyện quan trọng có thể thông qua cầu nguyện nhiều lần để nhận được lời hồi đáp đã hơn tuyệt đại đa số nhân viên thần chức trong giáo hội chính thần rồi. Vâng,
Thưa ngài Kẻ Khờ, các thành viên trong hội Tarot không chút do dự, tất cả đều nhận lời ủy thác trường kỳ này. Nơi này, ngôi sao Leonard là người trả lời nhanh nhất, xuất phát từ tận đáy lòng. Với anh ta mà nói thì truyền bá tín ngưỡng và điển tích của ngài Kẻ Khờ chính là đánh thức cả lên. Điều này khiến cho anh ta tìm được một chút động lực làm việc ngoài công tác hàng ngày. Lúc này thì Kẻ Khờ có lên khẽ gật đầu, chuyển ánh mắt về phía ẩn giả Kamala. Ủy thác trước đó thu thập các tư liệu về chuyện hiện giả ẩn nấp, đột nhiên sống dậy vẫn có hiệu lực như trước. Nếu cô đồng ý phiêu lưu thì hãy điều tra thêm một bước về trạng thái hiện giờ của hiện giả ẩn nấp. Việc này cực kỳ nguy hiểm, cô có thể từ chối, mà thù lao là một nguyện vọng. Ẩn giả Kamala suy nghĩ rồi nói. Ngài Kẻ Khờ tôn kính, chuyện này có liên quan gì đến việc đánh thức ngài không? Có liên quan đến cách thức vượt qua tận thế không? Có lẽ có lẽ không. Ta hiện giờ không thể trả lời câu hỏi khẳng định được, chỉ khi nhìn thấy một vài hình ảnh. Khờ lên lần này không cố ý đáp nặn hình tượng địa vị cao của Kẻ Khờ nữa, bởi vì anh đã là Kẻ Khờ chân chính rồi. Mặt khác, trông coi tất cả người phi phàm con đường ánh trăng và đại địa dưới quyền. Kamala im lặng một hồi, thong thả lên tiếng. Tôi nhận ủy thác này. Kẻ Khờ cơ lên, lại chuyển ánh mắt về phía khác, nói với cả mặt trời đi đấy. Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ thành Bạch Ngân và thành mặt trăng mới, bảo vệ quần đảo Ro. Tín đồ của ta càng nhiều, càng an toàn, thì khả năng ta thức tỉnh càng lớn. Trên cơ sở này, cậu suy xét nên mở rộng giáo hội, truyền bá tín ngưỡng như thế nào? Thù lao của cậu là trở thành quyền giả của ta. Đôi mắt của mặt trời đi đếch đột nhiên hơi nóng lên. Cậu ta nhớ lại ánh mắt cổ vũ của thủ tịch khi mình đẩy ra cánh cửa cuối cùng của vương đình người khổng lồ. Lặng lẽ, hít vào một hơi, cậu ta cố gắng nói. Vâng, thưa ngài Kẻ Khờ. Cậu lên gật đầu, nhìn về phía Master Sufield. Cô cần bảo vệ gia tộc Abraham, đề phòng họ gặp phải sự mê hoặc từ bầu trời sao. Mặt khác, thu thập thêm nhiều tư liệu từ kỷ đệ tứ, biết rõ trạng thái của ngài Gates ở thời điểm đấy, biết rõ một vài vấn đề tồn tại trong gia tộc Abraham. Đây là những việc tôi muốn tự mình làm. Master Sufield do dự một chút, vẫn cảm thấy cho dù không có ủy thác thì bản thân cũng sẽ làm như vậy. Kẻ Khờ cơ lên thì không nói không được, cũng không nói được, chuyển sang chuyện khác. Nếu cô đồng ý, có thể viết truyện ký về những thân phận khác nhau của thế giới, dùng các bút danh khác nhau để xuất bản. Thù lao của ủy thác là khi cô muốn trở thành nữ pháp sư, phải đi đến bầu trời sao sẽ nhận được sự phù hộ của ta. Tuy cô lên biết mình trong trạng thái ngủ say, có thể hồi đáp ở một mức độ nhất định vào lựa chọn giấc mơ, nhưng mà không xác định được lúc đó người chiếm ưu thế là mình hay là vị chủ nhân quỷ bí kia. Cho nên hy vọng dùng cách hoàn thành ủy thác này, trả thù lao tương xứng để xác định với những chuyện khá quan trọng bằng hình thức giao ước bằng miệng. Đến lúc đó thì cho dù anh nằm trong hoàn cảnh xấu, cũng có thể mượn sự giao ước vô hình này mà khéo léo hoàn thành việc hồi đáp. Lữ pháp sư, Master Sufield ngẩn ra. Thẳng thắn mà nói thì cô hoàn toàn chưa từng suy xét đến vấn đề này. Việc cô phiền não nhất hiện giờ là tiêu hóa bí pháp sư và nghi thức kẻ ngao du. Cô nhanh chóng thu lại suy nghĩ. Vâng, thưa ngài Kẻ Khờ. Cậu lên thì lập tức chuyển ánh mắt về phía anh Trang Emlyn. Chuyện vây quét học phái hoa hồng liên quan đến sự chuẩn bị cho tận thế khá là nguy hiểm. Cho dù có thiên sứ tham dự cũng phải chú ý an toàn bản thân. Ủy thác của anh là gắng hết sức thu thập lời chúc phúc, khí tức và vật phẩm của ánh trăng nguyên thủy từ người tín đồ của ánh trăng nguyên thủy trong học phái hoa hồng. Những thứ này có lẽ còn nguy hiểm hơn cả vật phong ấn cấp 1. Lúc này tuy Glenn vẫn đang duy trì giọng điệu của ngài Kẻ Khờ, nhưng mà trong lời nói còn mang theo sự dặn dò dành cho người bạn. Điều này khiến cho AJ bước đầu đã ổn định tâm trạng, nhận ra được sự khác biệt. Liên tưởng đến những lời ngài Kẻ Khờ vừa nói với các thành viên khác, cô âm thầm cảm thán một câu. Sắp tiến vào giấc ngủ say, nhân tính của ngài Kẻ Khờ dường như càng rõ rệt. Lúc ánh trăng Emlyn cảm thấy hơi kinh ngạc và nghi hoặc, Khờ lên lại nói tiếp. Ngoài việc tham gia vào nhiệm vụ vây quét của học phái hoa hồng, ta hy vọng anh thành lập công ty dược phẩm, nghiên cứu làm thế nào để sản xuất một lượng lớn loại thuốc có hiệu quả thần kỳ.
Nếu sản xuất số lượng lớn thì không thể nào có hiệu quả thần kỳ được. Ánh trăng Gremlin theo bản năng đáp lại một câu. Kẻ khờ Glenn gật đầu, tìm cách điều chỉnh. Mục đích chủ yếu của anh là thông qua công ty dược phẩm này để truyền bá tên của ta. Thù lao cũng là một nguyện vọng. Đây không phải là vấn đề có nguy hiểm hay không, mà là có làm được hay không. Cách đơn giản nhất là cho mình 1.000 phần ma dược thầy thuốc, mình có thể xây dựng một nhà xưởng thầy thuốc, thực hiện sản xuất số lượng lớn. Ánh trăng Gremlin thầm nói hai câu, nghiêm mặt đáp lại. Vâng, thưa ngài kẻ khờ. Cậu lên nhìn về phía khác, nói với cả thẩm phán của Húc. Tận thế gần đến gần rồi, bất kể là linh mục đỏ hay là ma nữ đều sẽ hoạt động mạnh hơn. Nhiệm vụ của cô là dựa vào thế lực của chính phủ, điều tra tung tích của 3 phần đặc tính phi phạm danh sách 1 và tính duy nhất tương ứng của con đường linh mục đỏ. Nếu cô có cơ hội, tìm kiếm manh mối xác nhận tình trạng hiện giờ của ma nữ nguyên sơ. Việc này vô cùng nguy hiểm. Cậu lên thì không nhắc thù lao, là vì đã chi trước cho đối phương rồi. Húc được thực hiện nguyện vọng của mình, cử hành nghi thức trở thành pháp sư pháp lệnh danh sách 4. Về phần 3 phần đặc tính phi phàm, kẻ chinh phục danh sách 1, con đường linh mục đỏ. Lúc trước Glenn biết được một phần trong tay của gia tộc hoàng gia Solon Aentis, một phần trong tay của gia tộc Inhom ở Fusak, một phần thì rơi xuống gia tộc hoàng gia Augustus Ruen, sau đó thì lấy làm thù lao cho giáo phái ma nữ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đáp án bước đầu. Tình hình tương ứng rất có thể đã thay đổi. Gia tộc Solon đã suy bại từ thời kỳ của Russell, chưa chắc đã còn đặc tính vi phạm kẻ chinh phục và vật phong ấn tương ứng. Glenn thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải đã bị hội chữ thập máu và sắt lấy mất rồi không. Thất bại trong trận chiến lúc trước đã gây ra tổn thất rất lớn cho gia tộc Inhom. Glenn không loại trừ khả năng đã có thiên sứ địa vị cao ngã xuống hoặc là bị mất vật phong ấn cấp không. Phần đặc tính phi phạm kẻ chinh phục mà gia tộc Augustus trả cho gia phái ma nữ là có tung tích rõ ràng nhất lúc này. Nhưng mà có lên biết, ác linh thiên sứ đỏ Solon Inhom Medici luôn nhòm ngó đến nó, có lẽ đã thành công, có lẽ đang tiến hành kế hoạch. Tính duy nhất của linh mục đỏ tương ứng hiện giờ không có bất cứ manh mối nào cả. Lần cuối cùng được thế giới thần bí biết đến là khi xảy ra tai ương tái nhợt vào cuối kỷ đệ tứ. Ok, và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây thôi, và chúng ta sẽ cùng đợi tập cuối của bộ truyện bắt đầu từ chương 1410 nha. Chúng ta chỉ còn một video nữa thôi. Ở phần này thì Glenn đang chuẩn bị ngủ say rồi, và có lẽ kết thúc của cái hồi 1 sẽ là Glenn đi vào giấc ngủ, và phần 2 sẽ là mở đầu của tận thế. Goodbye nha.